Chào tất cả các bạn, như thường lệ đến với chương trình sản phẩm mới ngày của shop công nghệ TLD. Hôm nay shop thì mình giới thiệu một sản phẩm mới nhất của hãng công nghệ Apple đến từ Mỹ. Thì các bạn nhìn đây là chiếc MacBook Air MD761, phiên bản được nâng cấp là ổ cứng. Nếu các bạn cần một cái máy cần dung lượng pin dài cả một ngày thì ta không cần sạc, thì đây là một sự lựa chọn rất là đúng đắn. Máy có thể dùng pin được dùng 12 giờ. Một ngày trung bình chúng ta làm việc 8 tiếng thì mà pin dùng 12 giờ chúng ta sẽ cả ngày chúng ta không cần phải sạc. Máy chỉ nhẹ 1,36 kg. Thì các bạn nhìn thấy máy sử dụng màn hình 13.3 inch. Các bạn nhìn thấy là máy rất là mỏng. Logo quả táo hiện rất là rõ, sang trọng. Các bạn có thể đây thấy là cổng thu motor. Cổng thu motor vì dữ liệu có thể là ghi đọc 10GB một giây. Và đây là cổng USB 3.0 và đây là một chiếc đầu độc thẻ. Bên này là, đây là cổng sạc. Và đây là chiếc USB nữa. Và đây là một cổng loa nữa. Đây các bạn có thể thấy là máy tích hợp mà cảm biến ánh sáng cho bàn phím. Chúng ta có thể tối bàn phím sẽ tự động bật lên, điều chỉnh màn hình. Và chúng ta có chức năng tiết kiệm điện cho máy. Chúng ta mở ra đây, bạn thấy là bật phím nó tắt đi. Mình sẽ giới thiệu cấu hình của chiếc máy này. Các bạn có thể nhìn thấy máy sử dụng vi xử lý Core i5 thế hệ 4 1.3, có thể turbo lên là 2.6 và RAM của máy là 4GB 1.6. Các bạn nhìn thấy là máy sử dụng HD Graphics 5000 1GB. Màn hình đây, màn hình có độ phân giải 1440x900. Đây là chiếc cảm màn hình. Và phiên bản 761 thì ổ cứng được nâng cấp lên 256GB. Các bạn có thể nhìn thấy đây. RAM của máy vẫn là chuẩn mới nhất là PC3L 1600. Và chiếc camera được nâng cấp 720p. Thế để gọi điện và quay phim Full HD của chế độ FaceTime như này. Mình sẽ trải nghiệm chiếc toolpad mới. Đây các bạn có thể thấy là máy vào mạng rất là nhanh. Chúng ta có thể lướt dùng tay, chúng ta lướt như này. Có thể zoom to, zoom nhỏ một cái như này. Rất là mượt mà. Đây là chức năng hay nhất ở trên bàn phím của hãng Apple mà chưa có một hãng công nghệ có thể đuổi kịp được. Tôi sẽ chọn bản nhạc xem chiếc loa này đã được cải thiện. Ở các dòng MacBook Air trước thì nhạc hơi nhỏ. Theo thông số của hãng thì chiếc loa được nâng cấp lên, nghe hay hơn rất là nhiều. Mình sẽ thử một ca khúc của Duy Mạnh. Các bạn thấy có thể loa có thể nhận rõ là to hơn rất là đời 2012 rất là nhiều. Đây là khe gắn tần của loa rất là to. Thiết kế thì led nào ra led đấy, các bạn có thể nhìn. Mời các bạn có thể qua shop chúng tôi để xem hàng.